Hello everyone, xin chào ông bà, cô chú, anh chị em. Hôm nay cho Tony làm cái video này nói về... Tony mới nghĩ ra, thật ra cũng có nhiều chuyện để nói về cái ông vua với cái đám nô tài của ổng á. Nhưng mà thôi, bữa nay Tony chỉ nhắc lại hình như là năm mới rồi, phải không? Ông bà, cô chú, anh chị em. Tony muốn nghĩ lại cái câu chuyện này từ đâu mà nó bắt đầu ra. Tony cũng ngồi đó, cũng suy nghĩ, cũng thấy cũng bắt cười. Bữa nay Tony đi làm về, trên đường mà Tony lái xe về á, Tony nghĩ lại cũng thấy bất cười thiệt. Nhiều khi bây giờ mình có tính bao nhiêu hay ai tính bao nhiêu đây nữa cũng không bằng ông trời ông tính đó. Thì Tony nghĩ lại cái câu chuyện mà nó chạy hết một năm nay rồi, ông bà, cô chú, anh chị em. Hình như là người nào tới ở đâu á, họ về lại chỗ đó hết á. Chỉ có một điều mình chỉ nhận xét ra được là mỗi con người á, người này ra sao, người nọ ra sao, rồi ai đó, rồi cái gì đó đó, thì qua một năm rồi thì mình chỉ nhận xét để nó rõ ràng hơn chút. Thì một chút nữa Tony sẽ giải thích cho ông bà, cô chú, anh chị em cái câu chuyện này. Rồi từ mỗi người mà có trong cái câu chuyện này, cuối cùng họ cũng trở lại những đến cái đoạn mà họ bắt đầu lại hết. Thấy bất cười không ông bà, cô chú, anh chị em? Hình như là ông trời ông cũng công bằng lắm. Không, bây giờ mình có cố gắng bao nhiêu, mình có kế hoạch bao nhiêu, hay là mình muốn làm cái gì bao nhiêu hết, rồi cuối cùng nó cũng ra sao? Cuối cùng mình cũng trở lại cái khúc mà mình bắt đầu lại hết. Thì đó, nhưng mà bữa nay cho Tony nói vài lời với chị B. Tracy, phải không? Hình như là cái video mà trước cái video cuối cùng mà trước Tết mà Tony làm á, thì chị B. Tracy chỉ có để một cái comment. Thì trong cái comment chỉ chúc Tết cho khán giả của mấy kênh cục điện này á. Thì Tony có để một cái comment cho chị mà hình như chị hiểu lầm rồi. Thật ra là Tony cũng thấy như vậy á. Tại vì trong cái comment chỉ viết chỉ chúc Tết thì chỉ nói là đại gia đình. Thì Tony chỉ thấy bất cười á. Bất cười tại sao? Tại mỗi lần mà Tony nghe cái chữ đại gia đình thì Tony chỉ nghĩ là một người thôi à. Là cái người chị le le đó. Thì Tony thấy bất cười thôi. Từ ý của Tony, chắc Tony viết không có rõ ràng. Chứ chị B. Tracy là ý của Tony, cũng như là Tony thấy hơi nhột nhột mà mỗi lần chị viết cái câu đó đó, thì Tony thấy bất cười thôi. Chứ không phải là ý Tony nói là chị không có nên viết cái câu đó hay là cái gì đó. Hình như là em Tony thấy là chị xóa cái câu đó, cũng không có muốn chị xóa, cũng không có muốn là chị hiểu lầm gì, là cũng như là không có thích chị comment, không có gì, không phải ý của em. Thấy tại mỗi lần mà em chơi qua bên đó, em coi mấy cái video của le le đó, thì lúc nào cũng vậy, có giờ có 5 người hay 10 người, có bao nhiêu người coi cũng là đại gia đình. Thì Tony thấy bất cười vậy thôi. Chứ đối với chị muốn viết chị viết, em không có ý mà coi như là nói cái gì đối với chị, mà hình như em cũng cảm giác được, cũng như là chị cũng hơi giận một chút xíu. Nhưng mà nếu mà có thì thôi, cũng như cái hiểu lầm thôi, chị bỏ qua nha. Cái điều thứ nhất Tony muốn nói thì thật ra Tony không có coi, Tony không có biết cái gì hết á. Hình như là khán giả của Tony báo cho Tony biết là hình như tuần trước á, Hằng có làm cái video nói về cái người hoa hậu mà Cynthia cứ nhắc hoài, phải không? Cái người hoa hậu chị Jenny đó. Thì Tony mới biết được, thì Tony mới vô coi, thì Tony cũng không ngạc nhiên gì hết đó, ông bà, cô chú, anh chị em. Cũng như là mình đã biết là cái câu chuyện nó cũng cỡ như vậy rồi, chứ có là nó phức tạp bao nhiêu thì Tony cũng không có biết. Thì có nhiều người chắc nó nghĩ là cứ nói là Tony binh Hằng cái gì, Tony không có biết Hằng, Tony cũng không có nói chuyện với Hằng. Nhưng mà tại sao cái chuyện này Tony cũng biết, cũng như là một con người bình thường, mình suy đoán là con người cách họ nói chuyện, cái cách mà họ nói là mình cũng biết được là nó có cái vấn đề với chị Jenny với lại Phi Vũ rồi. Thì chỉ có không biết bao lâu thôi, nhưng mà theo Hằng kể đó, thấy bất cười không ông bà, cô chú, anh chị em? Thôi, Tony sẽ không có nói thêm về cái vụ đó, nhưng mà những gì Tony nói nó cũng đúng, cũng cỡ như vậy rồi, chứ làm sao nữa. Không biết chị Jenny nghĩ làm sao đó nữa, nhưng mà đối với Tony đã nói là phong lên đó, mình nói chuyện về Phi Vũ như vậy, mình nói những điều như vậy, thật ra chính bản thân của mình làm nhục mình thôi, chứ mình không có làm được Phi Vũ cái gì hết á. Phải không? Chứ chị lên đó chị nói như hồi đó đã nói trước rồi. Mà còn cái điều mà Tony cứ thắc mắc hoài thì có vài người nữa, phải không? Một người ở bên Việt Nam, một người đàn ông ở San Jose, rồi một chị nữa thì lên đây cứ nói về cái chị Jenny này, phải không? Nói tội nghiệp cho chị, binh chị, mà không biết được cái câu chuyện nó ra sao. Có nhiều khi cũng biết nhưng mà không muốn biết.
Chứ mình lên mình nghe một người mình lên kể câu chuyện như vậy đúng với Tony, Tony thấy thắc mắc liền à. Chứ không phải là mình binh, nó không binh ai hết á. Chỉ nói mà nó không có đầu, nó không có đuôi. Chỉ nói là những điều gì mà chỉ muốn nói cho mình nghe thôi à. Nhưng mà cái thắc mắc nó quá trời nhiều đối với Tony đi phải không? Chứ mình nhìn ra một người mà nói bình thường như vậy á, có lúc á, chỉ nổi với không biết cái gì đó, nhưng mà chỉ ngồi chỉ kể lễ chỉ khóc lên thôi đi, cũng cảm giác nữa được, cũng như là chỉ đang bị đau thương cái gì đó trong cái người này làm hơi cái gì đó đó. Rồi cái lúc là chỉ đem ra cái chuyện quá khứ mà 5-10 năm mà chỉ kể, cũng như là trừ một chút cứ cái gì của chị cũng kể ra được, từ bao nhiêu tiền cái này tiền kia, mà nó cũng như là một cái nhỏ mọn mà cái quá khứ mà đem ra kể một người nào đó mình muốn ghét họ. Chứ không phải là mình kể ra cũng như là họ làm sai với đối với mình cái gì hết á. Nhưng mà có ba người này họ lên họ binh rồi ra sao, phải không? Câu chuyện lúc nào nó cũng có hai đường hết, chứ nó không có một đường. Thì trong đó đã nói rồi phải không? Yeah, cũng có thể là Phi Vũ nó lợi dụng chị cái gì đó đó, nhưng mà cái đó là cái trao đổi thôi phải không? Chị được cái gì? Bây giờ ông bà coi chú ba chị em không biết là chị được cái gì phải không? Thì chị được cái gì? Trong cái thời gian đó chị được thoải mái, được chị được cái gì đó đối với chị đó, thì cái đó là cái trao đổi rồi phải không? Đến lúc nào đó thì cũng như là Hằng nói rồi phải không, Phi Vũ nó thấy nó cũng hơi ớn quá rồi thì nó trốn chứ gì. Bây giờ chị cứ đòi hỏi hoài, chị đòi cái gì vậy hả? Tony cũng thấy bất cười lắm, thật ra Tony cũng không muốn nhắc tới nữa. Nhưng mà đối với ba cái người kia đó, một người ở Việt Nam cũng không biết cái gì hết phải không, một người thì người đàn ông kia thì đáng lẽ mình lớn tuổi rồi mình phải hiểu rõ ràng nữa hết, nhưng mà mình cũng là giả điên giả cù gì, mình cũng binh, mình không biết cái gì hết, mà mình vẫn binh một người mà mình không biết cái câu chuyện nó ra sao. Còn cái người đàn bà kia thì hỏi nói rồi phải không, cái gì mà chống đối đến một người nào đó đó, thì giờ cái đúng hay sai nữa cũng là vẫn mãi mãi lên đây để mà chà đạp cái người kia. Thì nó cũng đơn giản đối với Tony giống vậy, ông bà cô chú anh chị em mình thấy nó rõ ràng như vậy không. Nhưng mà cái chị này tự không biết tại sao mà chị không nói cái gì nữa hết, phải không? Muốn nghe là nói là muốn đem Hằng ra tòa cái gì vậy? Chị đem Hằng ra tòa được cái gì vậy hả? Cái lý do gì chị, cái gì chị? Cái nhiều khi chị nói cũng như là chị tự nói, chị tự hiểu, với lại có nghe được mấy cái video của sau này của chị, hình như là chị cũng bị bệnh ngôi sao đó. Nhưng mà cái ngôi sao của chị hình như là nó mười mấy năm trước rồi, hay là 20 năm trước rồi. Chứ chị để mấy cái tấm hình hồi xưa đó, trời ơi, ai không để được. Bây giờ Tony cũng để được nữa rồi, chị Trang cũng để được nữa, chiếu cha gì người để được. Cái quá khứ ai cũng có được cũng một thời gian hết á. Nhưng mà you know, nó đã qua rồi, giờ nó có tốt hay là nó xấu nữa, nó cũng là cái quá khứ của mình. Tốt nhất mình để cho nó im lặng, cho nó qua đi. Chứ chị muốn moi ra những gì mà chị hồi đó chị được, bây giờ hồi đó đó à, cũng không được cái gì đâu. Tại vì cái đó là cũng nguyên là mười mấy, 20 năm trước rồi. Bây giờ mình không có còn như hồi trước nữa. Chị đừng có nghĩ như vậy. Chị nghĩ với vớ vẩn lắm, tội nghiệp cho chị nha. Còn đối với Cynthia mà nói cái chị hoa hậu này không biết là mình năm mấy phải không? Thật ra Cynthia muốn biết được cái điều gì không? Phải không? Thật ra trên mạng này có nhiều người hoa hậu lắm, Cynthia biết không? Chứ không phải là một hai người phải không? Có hoa hậu ở bên Nam Cali nè, rồi nó có hoa hậu Denise cũng là hoa hậu nè, nếu mà không biết phải không. Rồi Tony còn biết vài người ở bên Việt Nam cũng là hoa hậu nữa kìa. Nếu mà ông bà cô chú anh chị em không tin, còn nhiều người lắm. Hình như chị Trang có một thời gian là cũng hoa hậu nữa nè. Còn ai nữa đây, còn nhiều người lắm, nhưng mà ai cũng một thời gian cũng hoa hậu. Chắc chắn là nếu mà Cynthia hồi còn trẻ luôn, Cynthia cũng là hoa hậu nữa, rồi hoa hương dương nữa. Rồi cuối cùng cho Tony nói về trong một năm nay phải không, cũng như là mình nghĩ nó xa ra, cũng như là cuộc đời của mỗi người vậy thôi phải không. Mình một người tốt á, mình nhận xét ra trong một năm nay á, mỗi con người nó ra sao, chứ đến cùng rồi hình như là ông trời ông cũng biết được cái người nào ra sao. Rồi cuối cùng ai làm cái gì đó, rồi cái gì đó, rồi cái người này từ ở đâu tới, rồi mỗi người á, cuối cùng cũng về lại cái nơi cũ mà họ bắt đầu hết. Thì cũng như cái câu chuyện của Hằng Kali thôi phải không? Hồi nó đổ bể ra cái đám tụi YouTube bẩn, nó lên đây, rồi tự nhiên xuất hiện ra ba anh em, phải không? Rồi có một thời gian nó xuất hiện Tony trong đó nữa, phải không? Thì cuối cùng lại hết trong một năm nay mình đi qua, giờ mình nhìn là hết cái một vòng tròn lại, ông bà, cô, chú, anh chị em, nó ra sao vậy, phải không? Thì cuối cùng Hằng Kali cũng vẫn là Hằng Kali.
giờ có bao nhiêu ai mà có nói sẽ ăn chặn tiền tự thiện của từng ngày hôm nay, cũng đâu có có đâu ông bà cô chú anh chị em. Cái đám tụi YouTube bẩn cuối cùng họ cũng là vẫn là tụi YouTube bẩn, cũng là đâu có phát triển được gì mấy đâu, cũng cuối cùng là cũng nằm như vậy thôi. Hình như là ông trời ổng cũng đã biết trước những con người ra sao, mình bỏ công mình ra mình làm á thì mình có thể có cái kết quả nó tốt đẹp hơn. Còn nếu mà mình lên đây mà mình có mục đích gì đó đó rồi cuối cùng cái kết quả nó cũng ra sao, nó cũng như vậy thôi ông bà cô chú anh chị em. Kế tiếp tôi muốn nói là cái ba anh em hồi nó xảy ra trước đó đó, thì anh Lộc cũng là anh Lộc, trong một năm nay anh Lộc là một người đã trải qua rất là nhiều, phải không? Trong cái thời gian này ảnh đã té xuống một lần nữa rồi nó cuối cùng nó ra sao, nhưng mà lần này ảnh là anh Lộc một người còn tốt hơn người hồi trước nữa, thì ông trời ổng có thử thức anh Lộc thôi. Trong cái câu chuyện này Tony thấy cái người mà bị ảnh hưởng nhiều nhất, phải không, cũng là anh Lộc, mà cái người mà có cái kết quả nhiều nhất cũng là anh Lộc. Hy vọng là anh Lộc giữ cái phong độ của ảnh như ngày hôm nay mãi mãi như vậy. Tại vì đối với Tony, Tony thấy là rất là, nói làm sao đây phải không, rất là hâm mộ anh Lộc. Tại vì khó khăn lắm, một người mà Tony nói thiệt á, Tony nghĩ anh Lộc sẽ đứng lại, nhưng mà không có tới như ngày hôm nay đâu. Anh làm Tony ngạc nhiên lắm. Nhưng mà Tony phải nói là Tony hãnh diện có một người bạn như anh Lộc vậy. Rồi hai anh em kia ra sao, phải không? Cuối cùng á, thì có cái người mà cái người anh kia bên kia đó, anh cũng biết được cái câu chuyện đó ra sao rồi, anh cuối cùng anh cũng rút ra lại, anh không có đi theo cái vấn đề của cái người Hằng Kali nữa. Rồi cuối cùng anh cũng tạo được cái anh đi anh làm cái anh kiếm những gì anh làm ở trên YouTube, cái chuyện của anh thay đổi cái hướng rồi. Cuối cùng ngày hôm nay thì anh cũng vẫn làm YouTube. Rồi có cái người em ở bên Houston thì cuối cùng ra sao, cũng như là cuộc đời của mình thôi, phải không? Mình không làm, bỏ công ra mình làm, cuối cùng ngày hôm nay á, trong một thời gian ban đầu thì mình muốn gió được gió, mình muốn mưa được mưa, nhưng mà mình không có bỏ công ra mình làm, phải không? Mình chỉ vặt theo cái đuôi của người nào đó thôi, nhưng mà mình tưởng tượng cũng như là mình là một người quan trọng lắm vậy. Rồi ngày hôm nay nó ra sao, thấy không? Cái tính bao nhiêu tính cũng không bằng ông trời ông tính đâu, phải không? Ngày hôm nay cuối cùng mình đi một vòng, à lý cái người khác kia đó, họ biết cái sai của họ, họ quay đầu lại, họ làm cái chơi tử đề khác. Còn mình ngày hôm nay cũng là mãi mãi bợ theo đích cái người mà mình bắt đầu cái câu chuyện này hết. Thì đó, nó đơn giản vậy thôi ông bà cô chú anh chị em. Còn một người nữa Tony. Hồi đó Tony cũng bắt đầu nó cũng như vậy nè ông bà cô chú anh chị em. Tony thấy ngày hôm nay Tony cũng vẫn là như hồi đó, chỉ có một điều kiện nó khác hơn là ngày hôm nay là Tony có cái kênh riêng của Tony. Tony muốn bỏ video hồi nào Tony bỏ, không Tony muốn thích nói gì Tony nói, nhưng mà hồi đó Tony không có được như vậy. Tony nói thiệt, tôi ngày hôm nay trong cái thời gian mà nó qua một năm nay, Tony phải nói là những gì mà Tony làm, hay là Tony làm mấy cái video này, thật ra là cái trao đổi với ông bà cô chú anh chị em đối với Tony nó còn nhiều hơn nữa. Tony nói thiệt, Tony quý ông bà cô chú anh chị em rất là nhiều. Nếu mà không có ông bà cô chú anh chị em thì Tony thấy trong cuộc sống của Tony nó cũng lẻ loi lắm. Tony nói thiệt, trong mấy năm nay Tony đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống của Tony, riêng tư của Tony lắm. Thì nó chắc mình không nói ra hết thì ông bà cô chú anh chị em cũng biết để rồi. Thì hy vọng vài bữa, ngày mai Tony sẽ làm thêm cái video nữa. Xin chào ông bà cô chú anh chị em.